Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của nhân dân ta. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng hàng nghìn người trên địa bàn tỉnh vẫn tích cực tham gia hiến máu, mong muốn sẻ chia giọt máu quý giá của mình đến với những mảnh đời bất hạnh. Anh Nguyễn Đình Tiến ở xã Bình Tiến, huyện Phù Cừ đã 7 lần tham gia hiến máu. Tuy nhiên, lần hiến máu này anh có cảm xúc đặc biệt hơn vì giữa lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, số lượng F0 tăng cao. Với suy nghĩ lượng máu dự trữ tại các bệnh viện ngày càng khan hiếm, có rất nhiều người cần máu đang chờ đợi mình lại khiến anh thêm quyết tâm. Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng chúng tôi đi hiến máu, chúng tôi vẫn chấp hành tốt cái 5K. Khi đến hiến máu đợt này thì chúng tôi cũng đã tổ chức test rồi. Đây là lần đầu tiên chị Trần Thị Tính ở xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ tham gia hiến máu. Ý nghĩa hiến máu chị đã ấp ủ từ lâu nhưng với nhiều lý do lại ngần ngại. Tuy nhiên, mọi lo lắng của chị đều tan biến khi thấy công tác phòng chống dịch rất tốt. Mọi người đều có ý thức cao trong việc đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn và khai báo y tế. Tôi cũng rất vui bởi vì mình được chia sẻ những cái giọt máu đào để cho những người bệnh. Đến đây tôi thấy các cái tổ chức hiến máu phòng chống dịch rất tốt luôn, tôi rất yên tâm. Năm nay do dịch bệnh COVID-19 nên lễ hội Xuân Hồng không được tổ chức như mọi năm, nhưng chiến dịch hiến máu tình nguyện vẫn nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Từ đầu năm đến nay, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh tổ chức 4 đợt hiến máu tình nguyện với hơn 2.000 người đăng ký, thu được gần 1.500 đơn vị máu. Công tác phòng chống dịch luôn đảm bảo chặt chẽ. Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị là phải làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là 5K, để có những giọt máu kịp thời để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tinh thần hiến máu tình nguyện vẫn luôn sôi sục trong trái tim mỗi người, bất chấp giá rét, vượt qua nỗi lo lắng về dịch bệnh để hiến tặng những giọt máu quý giá của mình. Giọt máu đó mang niềm tin, hy vọng về sự sống đến cho những người kém may mắn, để mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Những năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Yên Mỹ luôn phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động từ thiện nhân đạo. Nhiều hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ về cả vật chất và tinh thần, đã vơi đi những vất vả nhọc nhằn, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Gia đình bà Trương Thị Bích ở xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ có hoàn cảnh hết sức khó khăn, lại phải nuôi thêm 2 cháu nhỏ. Bà bệnh tật triền miên, nay lại thêm bệnh ung thư tuyến giáp, mọi gánh nặng đè lên vai người chồng làm công việc chở rác. Thấu hiểu được hoàn cảnh của gia đình bà, Hội Chữ Thập Đỏ huyện đã hàng chục lần hỗ trợ để gia đình bà vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Đầu năm đến bây giờ thì cũng được nhiều các cấp các ngành là cũng hỗ trợ, có lần thì có tiền cả còn gạo, tiền điện cũng toàn hỗ trợ cho, cũng bớt được cái khó khăn cho gia đình. Năm 2012, cha mẹ của em Võ Anh Thư và Võ Hòa Bình ở xã Tân Lập bị tai nạn giao thông qua đời khi các em còn quá nhỏ. Từ đó hai em sống với nhau, nương tựa vào sự giúp đỡ của họ hàng làng xóm. Suốt 9 năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ huyện đã kêu gọi nhiều tổ chức cá nhân hỗ trợ tặng học bổng để hai anh em có thể tiếp tục đến trường. Năm nào, hội cũng tặng quà và tiền mặt để các em trang trải cuộc sống. Được sự quan tâm của Chữ Thập Đỏ, của xã, của huyện, năm nào cũng có quà đến cho các cháu, động viên các cháu để các cháu được học tập đến nơi đến chốn. Tôi cũng thấy cảm động và cảm ơn các cấp các ngành. Năm 2021, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Yên Mỹ đã đồng hành với các câu lạc bộ trực thuộc hỗ trợ cho 76 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 400.000 đồng một người trên tháng, hỗ trợ đột xuất cho 8 trường hợp tai nạn, rủi ro với tổng số tiền 60 triệu đồng, kết nối với các nhà hảo tâm trao tiền hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 10 hộ nghèo với tổng kinh phí 400 triệu đồng. Hội Chữ Thập Đỏ huyện chúng tôi thường xuyên nắm bắt và rà soát các cái đối tượng hộ nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm giúp đỡ rất là kịp thời, thành lập các cái câu lạc bộ trực thuộc Hội Chữ Thập Đỏ huyện, lựa chọn các cái địa chỉ nhân đạo, hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, thế và công khai từng các cái khoản thu chi ở trên trang Facebook của Hội Chữ Thập Đỏ huyện cũng như là cổng thông tin điện tử của huyện Yên Mỹ.
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình, đó là phương châm hoạt động của các thành viên Hội Chữ Thập Đỏ huyện Yên Mỹ. Những bước chân không mỏi của họ đang từng ngày tìm đến những gia đình khó khăn, giúp vơi bớt khổ đau và nhân lên niềm vui trong cuộc sống. Chuyên mục nhân đạo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.